Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm ngã bảy trong nhà nước. Hôm nay Dương Hậu trao 10 ký gạo của gia đình anh Quốc cháu bó ở Hoa Kỳ có gửi hỗ trợ cho bà con ngã bảy nghèo. Đây là người nghèo của Dương Hậu trao 10 ký 140.000 của gia đình bó. Đây là những hạt ngọc của tấm lòng gia đình anh Quốc. Dương Hậu thay mặt người nghèo cũng xin cảm ơn cháu bó anh Quốc, chúc cho gia đình cháu bó anh Quốc được nhiều may mắn khi giúp những hạt ngọc cho bà con nghèo quê hương Bắc Phụng. Dương Hậu mới mở trang YouTube, mong các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và các bạn đăng ký và nhấn thích Dương Hậu. Dương Hậu cảm ơn rất nhiều. Một sau này nhà mạng có thưởng tiền, Dương Hậu sẽ dùng số tiền đó vào quỹ từ thiện giúp bà con nghèo bên tập công tiền chữa trị. Cảm ơn quý vị đã dành một phút trên chương trình này. Chúc cho gì khỏe luôn á gì.